Xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 6 tháng 9 làm 33 người tử vong. Mới đây, bà Hoa, vợ ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú đã có những chia sẻ về vụ việc thảm khốc trên. Vợ chủ quán karaoke cho biết, ngay từ khi mở quán, vợ chồng bà đã thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định. Thảm họa lần này là do xui rủi. Vợ chủ quán karaoke An Phú, tôi tự tin với hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sự việc cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương khiến 33 người thiệt mạng gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thắc mắc về hệ thống phòng cháy chữa cháy của chủ quán mới đây trao đổi với báo chí bà hoa vợ ông lê anh xuân chủ quán karaoke an phú cho biết khi có thông tin quán bị cháy khi đó bà chỉ nghĩ là đám lửa nhỏ xẹt lên thôi nên không đáng lo ngại bởi ngay từ khi mở quán vợ chồng bà đã xác định là làm karaoke theo kiểu bền vững nên thiết lập hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định bà hoa cho rằng thảm họa lần này là do xui rủi khi được hỏi vì sao cầu giao tự động không tự động ngắt khi có cháy ở tầng 2 dẫn đến khách trên tầng 3 tiếp tục hát, bà Hoan nói không biết. Công an chưa điều tra hết toàn bộ mà, tôi cũng mong muốn có kết quả, nhưng chắc gì khách ở lại đã hát. Hơn nữa hệ thống của quán là cảnh báo từng tầng, nếu cháy tầng 2 thì tầng 3 vẫn còn điện. Theo bà Hoa trước đây cứ có vấn đề là cầu giao của quán tự sụp, trường hợp này tầng 3 không sụp cầu giao, chứng tỏ khi đó chưa cháy tới tầng 3, còn cháy chỗ nào mình không biết, nhưng theo lời những người còn sống thì lúc kêu mọi người chạy ra tầng 3 vẫn còn điện. Vợ chủ quán karaoke cho hay, tôi nghe quản lý quán và nhân viên kể là vào kêu mà khách không ra cứ ngồi đó. Có bé vào phòng 305 kêu ông khách chạy mà họ không chịu. Còn nói trong đây mới có không khí bên ngoài ngộp thở quá không đi nó chạy xuống thì sống người chạy xuống cũng sống chạy lên cũng sống chỉ có ở trong phòng là thiệt mạng về hệ thống chữa cháy của quán bà hoa cho biết mỗi tầng đều trang bị một ống nước dài được kính khoảng 4 cm kéo được vô từng phòng để xịt vệ sinh hàng ngày vì khách uống bia phòng rất hôi ống lắp sẵn với hệ thống nước nên nếu tầng nào cháy chỉ cần vạn vòi kéo ống nước vô xịt nhưng tối đó nhân viên không lên được để kéo dây nước ra khói cứ thế ập vô chạy lên là đã tràn ngập chắc do cháy đủ trang trí và vật liệu cách âm bà hoa trần tình tôi làm đầy đủ nhưng mà rủi ro xảy ra là chuyện xui bất khả kháng cháy lớn rồi mới biết thì làm sao chạy làm sao nhân viên lấy được ống nước mọi người có hỏi sao tôi không làm thang thoát hiểm bên ngoài nhưng khi xây quán tôi đã làm hai thang hai cửa thoát hiểm dưới tầng trệt rồi rất thoáng làm bên ngoài nữa thì thành ba thang mà tôi cũng đâu còn đất làm kiểu gì Nói về việc quán có nhiều cửa sổ bị bịt kín bằng tường gạch, bà Hoa khẳng định trước đó từng định làm cho thoáng nhưng sợ khách say xỉn nhảy ra ngoài nên đã bịt lại. Bà Hoa nhấn mạnh, karaoke là phải đẹp lộng lẫy, làm mấy cái song sát vô thì kỳ cục, làm cửa sổ thì xấu, có ai làm đâu, chỗ nào có toilet mới làm cửa sổ cho thoáng vì bị hôi bà hoa cũng cho biết thêm để nói về trách nhiệm thì thật sự tôi không dám nhận hết nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại nếu mọi người nghe theo và đi ra khỏi phòng thì đã không chết chỉ có tôi chịu thiệt hại tài sản thôi vì đám cháy cũng không lan sang nhà ai nhân viên của tôi dù không biết sống hay không vẫn lo đi kêu người ta là có trách nhiệm rồi nhưng họ không nghe không lẽ đứng lại kéo họ ra Trẻ như vậy có thời gian để kéo họ ra cùng mình đâu Một người phục vụ làm được vậy là chủ mừng lắm rồi Tôi mong mọi người nhìn nhận thế này Một quán làm phòng cháy chữa cháy đầy đủ mà vẫn bị cháy Thì là chuyện rủi ro không mong muốn Giờ mọi người thiệt mạng Người nhà tôi cũng có nguy cơ vướng vòng lao lý Chồng tôi là chủ cơ sở ủy quyền cho khải quản lý Cũng là người nhà anh em Vậy thử hỏi thiệt hại ở đâu nhiều nhất Tuy nhiên theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An, quán từng có nhiều lần kiểm tra phòng cháy chữa cháy, mà gần đây nhất là vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, công an thành phố Thuận An đã nhắc nhở chủ cơ sở khi thấy hệ thống tiêu thụ điện cao, đề nghị liên hệ với bên chuyên môn ngành điện để giả soát kiểm tra và có phương án xử lý. Mặc dù là vậy, nhưng kể từ thời điểm đó đến khi sự cố xảy ra khiến 32 người ra đi, chủ cơ sở quán karaoke vẫn không thực hiện Liên quan đến việc hỗ trợ cho các nạn nhân, bà Hoa cho biết hiện tại đang hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra nên vợ chồng bà chỉ cử người nhà đi thăm hỏi, có lời chia buồn nhắn gửi. Trước mắt, vợ chồng bà đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 30 triệu đồng, bị thương 5 triệu đồng, chi phí nằm viện của nhân viên, quán lo hết. Hoàn tất điều tra, vợ chồng bà và ban quản lý quán karaoke sẽ đến tận nhà chia buồn và gửi thêm chi phí lo cho người ở lại như con nhỏ, cha mẹ, người thân. Bà Hoa xót xa, Thật sự, những người thiệt mạng làm việc với tôi 5-6 năm. Tôi đau lòng chứ, buồn là tại sao có những đứa chạy xuống rồi mà lại vì lên ẵm con chó mà thiệt mạng, rồi có con nhỏ chạy lên theo bạn cũng tử vong. Hiện tại, nguyên nhân xảy ra sự cố tại quán vẫn đang được điều tra làm rõ, nên được xem là vụ việc nghiêm trọng khi gây ra thiệt hại lớn cả về con người lẫn của cải. Liên quan tới vụ việc, mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Võ Văn Minh cho biết, cơ quan chức năng này đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ cháy karaoke làm 33 người tử vong cũng như chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, ông Võ Văn Minh cũng thông tin rõ hơn về thời gian công an đến đám cháy karaoke. Chủ tịch Bình Dương thông tin về thời gian công an đến đám cháy karaoke theo đó, hiện địa phương đã hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 97 triệu đồng. Hai nạn nhân bị thương nặng đang được tích cực điều trị tại bệnh viện. Các nạn nhân bị thương nhẹ cũng đã được tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An cũng đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Thông tin rõ hơn về vụ cháy tại quán karaoke An Phú, ông Minh cho biết vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 6 tháng 9, công an tỉnh nhận được tin báo về vụ cháy tại quán karaoke. Sau đó khoảng 5 phút, lực lượng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường và sau đó khoảng 12 phút, công an có mặt tại nơi xảy ra cháy. Đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 21 giờ 30 phút, có nghĩa là trong khoảng 50 phút, đám cháy được khống chế và lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Ông Minh cho biết phạm vi của cơ sở bị cháy này nhỏ, thời gian tiếp cận để cứu hộ cứu nạn nhanh, nhưng hậu quả để lại rất lớn, thiệt mạng 32 người. Trong đó, nguyên nhân chính là do đặc điểm quán karaoke này xây theo mô hình nhà phố hình ống, khói độc đổ lên cao nên gây thiệt hại về người rất lớn sau khi vụ việc xảy ra tỉnh đã chỉ đạo tổ chức họp báo để thông tin đầy đủ chính xác rõ ràng cho các cơ quan truyền thông đồng thời công an tỉnh khởi tố hình sự vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân vụ việc này ông minh cho rằng sau vụ cháy này địa phương rút ra một số bài học thứ nhất đối với công tác cứu hộ cứu nạn người chỉ huy tại hiện trường cần phải khẩn trương linh hoạt trong cơ cấu lực lượng phương tiện để tiếp cận trinh sát nắm tình hình khẩn trương đưa ra phương án cứu người còn sống thứ hai đối với các vụ xảy ra cháy tại các cơ sở karaoke có thể thiết kế xây dựng khép kín nhà ống nhiều vật liệu dễ cháy và có nhiều khí độc phải sử dụng các biện pháp phá rỡ tường xây để giảm khí độc và tiếp cận để cứu nạn nhân Ông Minh cũng cho rằng tăng cường công tác hậu kiểm là hết sức quan trọng. Nhìn chung, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở Bình Dương, lực lượng công an nói chung biên chế khó khăn, nhưng anh em rất nỗ lực. Tuy nhiên với số lượng cơ sở kinh doanh trên địa bàn lớn, anh em cũng khó đảm nhận xuể. Chính vì vậy, cần tiếp tục tăng cường hậu kiểm để phát hiện kịp thời các điểm bất cập và xử lý. Từ đó, người đứng đầu chính quyền địa phương này kiến nghị ngành công an cần tiếp tục quan tâm để đảm bảo thiết bị cứu hộ cứu nạn chuyên dụng, đặc biệt thiết bị tháo rỡ công trình trong thời gian ngắn nhất. Ví dụ như có thiết bị chuyên dụng khoan cắt bê tông trong vòng 3 phút, như vậy mới có khả năng thực hiện tốt công tác cứu hộ cứu nạn. Bình Dương cũng đề nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ ngành có liên quan, ra soát lại các tiêu chuẩn tiêu chí về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là đối với cơ sở kinh doanh dễ gây cháy như karaoke, vũ trường, cũng như mô hình kinh doanh của các hộ dân vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh. Cái này rất phổ biến giữa các đô thị. Cùng với đó, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo bố trí các nguồn lực về cứu hộ, đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho công tác cứu hộ hiện nay thưa quý vị những ngày qua các địa điểm karaoke thường xuyên xảy ra sự cố và có lượng người thương vong lớn cũng như thiệt hại nghiêm trọng về tài sản một trong những nguyên nhân đó chính là quán karaoke thường xây kín, lối thoát hiểm khó khăn. Điều này khiến cho người trong khó thoát nạn và lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường cũng không dễ dàng, dẫn đến công tác cứu hộ cứu nạn chậm trễ. Sự việc của quán karaoke An Phú lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở quán karaoke. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến cho 33 người thiệt mạng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.